bắt lên cho mẹ coi nè. Rồi phóng xuống sâu luôn đi. Nè. Siêu tự, siêu to không? Con cắt kỳ rồi mẹ đâu sợ. Giờ dạ, cô sẽ mặn con cá chê này chiên mắm gừng ăn. Làm gì vậy mẹ? Hello, chào cả nhà. Như nó câu hôm qua được con cá chê á, bữa nay cô ra vườn hái rau rồi luộc cá trê chiên ăn mắm gừng nha các bạn. Cắt cho cá ăn biết rau lên hết. Mà ngộ lắm, rau muống này mùa mưa mà lại nó không lên tốt mà nắng. Giờ đi về đây có cái trời ông hái nha con. Trên đa cậu nó có giặt cái trời của hái đã về luộc ăn quả ngon quá. Cho nó thơm đó. Phải không nó nghe? Không có mùi. Ôi cũng không có thơm nữa mẹ ơi. Tại mùa mưa hay gì? Không phải, cái này là đúng cải trời nè, còn cái này là không phải nè. Tức quá à. Nè, cải trời người ta nhỏ nhỏ cái lá tròn quay à ông ơi. Sao? Ông hái là cải gì rồi đó? Đó, ta này mới cải trời à ông ơi. Chụp khác. Cải trời á. Trời ơi, mẹ đưa cải trời kia cho ông coi coi. Không á, cái loại trắng loại gốc tím. Loại tốt. Loại tím loại gốc trắng loại gốc tím. Phải không? Ừ. Nè. Nó sao? Thấy xấu vậy mấy cái trời nè. Ừ, nó hai loại đó, loại đó là loại tốt. Tốt như vậy á, nó vượt lên phải không? Nó trong rập á. Thủy mình không có hôm. Hai cái lá cách. Đồ bún cô hái mấy trái luộc ăn luôn. Non non gì ăn hết. Có cái bông hả? Ừ. Cái này thì gừng hồi xưa nè. Ánh nhỏ. Rồi xuống trời mặn cá luôn các bạn. Lát đâm làm mắm gừng. À coi gừng sữa hồi xưa nè. Ánh chút gì chứ nó thơm lắm. Móc thêm miếng. Thì như thì đó giờ mới câu được con này chắc cỡ ký mấy. Mạnh dữ không? Mạnh lắm. Nè ngàn qua con cắt kỳ tính bỏ vô công hồ. Nè cái mép nó ngàn qua nó bị nè gỡ ra cực kỳ là khó khăn luôn. Nó ăn mút vô trong đâu cái mang dưới đây nè. Nè. Siêu tự siêu to không? Con cắt kỳ rồi mẹ đâu sợ. Giờ cô sẽ mặn con cá chê này chiên mắm gừng ăn. Làm gì vậy mẹ? Với ăn với rau luộc các bạn ơi. Một đảm, nêm vô bà định chết chú Út mà đâu có đi mà ta không cho ta hay ở đâu một ngọt vô ở thì bà chứ là hai định đó bà già cũng tính thối rồi nay tới ổng bỏ dầu vô rau cho xanh à. Biết không biết gái ruột ổng không à. Bỏ vô dưới đi. Chiên cá sao hả? Luộc rau xong cái chiên cá là ăn thôi. Nấu cơm chưa? Nấu cơm rồi. Bắt cưa con cá này ra làm chiên lát nó nổ các bạn. Ngon. Chế nước sôi nó tróc già nó hết. Giờ mình chiên cá nha cả nhà ơi. Cho dầu vô. Bỏ vô cho dầu thơm cho chiên cá. Trời con này chắc khỏe anh hai nha. Bự quá. Được. Trái chiếc tàu.
Cô đâm rừng bạn làm nước mắm ăn cho anh. Hết sức lực cô sẽ chở nó. Đó, gì chưa? Để như nào. Mô Phật à, mô Phật à, mô Phật à. Đó, gì chưa? Chạy lại vô. Đó, vàng ống ở. Vàng ống ở. Giờ vàng quá cô gấp ra các bạn. Giòn khố luôn rồi. Khố nóng hổi giờ thổi giờ ăn sôi sôi luôn rồi. Xong rồi cá chiên rau luộc rồi xong hết rồi. Cô kêu ông xã cô với thằng Tiên xuống ăn các bạn. Giờ bới cơm ra. Này nó còn ngon không? Mời cả nhà cơm vô. Cá chiên rau luộc. Đâu mình xèo ăn. Bỏ cá ra mắm cho mì bao ngay nha. Thật bất lắm rồi. Dạ. Cũng đâu cứng gì hả? Cứng luôn. Đó. Mắm vô mắm cho mềm cha. Giòn dữ rồi tự. Thấy cái trời hấp dẫn chưa? Rút mắm vô mặn. Không đỡ, mắm lạ mà. Cho ăn được không? Còn ăn ăn tới thèm à. Ngon. Mấy cái ở thèm mình nay làm như muốn chết à. Có ngoài kia có. Cây hồ đề còn trái bụi chả người chết à. Cái đắng. Ngon quá. Cái ghê giòn mà béo. Cái chê có nước chiên nấu con chua thôi chứ. Mắm gần. Kho ừ. Cái để lâu nó hơi, bữa hai nó hơi ơi. Không ngon ha. Uống một cái ớt à. Cay cay ngon. Ăn quá làm miếng nha. Ăn hết chén cơm sớt nữa chứ. Nó ăn. Con không ăn gì nữa. Chút ăn. Cho sáng mặt lên. Cho đẹp để đen quá. Này ba bị ốm rồi cha. Ba giảm cân mà. Hay ốm rồi. Giảm cân khỏe mập mệt chết gì. Ốm 5kg. Ốm 5kg nha. Chi dữ trời. Còn sáu một ký gì mà ăn hai cái cát mà không chua mà chua quá ăn không không để trái vô còn nhiều lắm là thịt này cá ta sảy hay là cá sông biết không bè không sao bè ở đây đâu có bè nuôi vậy. Chắc nước ngập con nghĩ nó đi quá chứ nhiều khi ta phóng canh hồi nhỏ đâu nó ra ngoài thiên nhiên nó sống nó lớn lên mập dữ vậy ờ. Bụng mỡ không có khi đẻ lớn không này là cá chê phi phải không hay cá chê gì chê năng tàu gì không không phải phi chê lét lét vậy hả? Ừ. Mập dữ vậy ta? Ừ. Dài không? Dài. Dài dữ lắm. Kỳ không? Dài dữ mà. Dữ. Cái này mỡ quá nó tan rồi. Nó tan mỡ rồi. Này tao bắt mặn con cậu 5-7kg. Dữ ta. Nó gọi là nó lớn con. Nhiều hỉ quái vậy.
Nguyễn qua gặp đi chợ về gặp cái bà ngồi ngoài cầu ông Hòa, bà đọc cái sớ táo quân về cái bà đổ bọc cá xuống sông mà có cái ông ngồi chèo giọt ngồi kế bên chờ bà. Cười à. Trời ơi, bà chưa đọc xong nữa mà ông ngồi ông chuẩn bị giọt rồi. Bà chưa có đọc xong cái sớ của bà nữa. Nó đọc tới giấy rồi bà mới đổ. Chưa hết là ông vớt vô lại rồi. Cũng vậy. Nói đậu ăn ngọt ghê. Đậu cũng dục không? Phải bỏ vô trước không? Non luộc ăn ngọt. Nay ăn cơm cá ăn chê chiên mắm gừng rau luộc ngon quá các bạn. Lâu làm món quê lại ăn. Quá ngon. Quá ngon. Ngon. Ngon quá. Ăn xong đi chích ngừa đi. Chó cắn xì máu ra ghê quá. Trời ơi, chứ phải uống lạnh. Sâu á. Bữa nó gặp hết trời mô 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 á. Đâu đâu. Trời hay lắm. Đâu có. Người ta là để trên cái vòi nước á, rồi người ta rửa từ từ chứ đừng nặng máu là nó viêm. Bữa có nặng máu không? Ừ. Rồi còn cái con chanh không à. Cái xác trùng qua. Chanh với tỏi đó. Nếu mà xì máu ngay gân nhiều quá là phải phải băng lại cho nó cầm. Đừng cho nó dơ lên, đừng cho nó chảy máu ra. Ghê quá. Chắc bẻ răng mày quá. Coi hàm răng nó kìa. Liếc ông kìa cha. Sáng còn nói nó lại. Nó lâm lét đi. Con nói nó bộ tối bữa mày thấy ai ngồi trên vai ổng hay gì mà mày cắn ổng vậy. Nhìn mắt nó không có hiền. Chỉnh hồi rượu mày ơi. Chó này nhìn mắt không có hiền. Gặp rau ôm chưa? Có. Sạc rồi gặp ôm chưa? Có rau ôm dưới á. Này mẹ có thêm cái gì đọt mì nữa hả mẹ? Cái trồng nó mốt có à. Bên chú Lâm có mẹ em nói rồi hả? Ổng cho con bụi phay mì nhỏng cũ lên bển kìa. Con chưa đi đào kìa. Ừ. Đào đó làm gì ăn trời? Nướng tầm. Ờ bánh tầm. Tầm tầm đi bán hả? Đúng rồi. Quảng ông kia làm công ty, giờ công ty đuổi việc làm có nửa ngày à. Nửa ngày đi bán vé số. Bán vé số xong rồi thấy số giàu quá nghỉ làm công ty luôn. Ông nói ngày anh bán có 700 tờ à. Biết sao bán hay chứ. 700 rồi 700 ngàn rồi. Thì thôi đi làm công ty luôn. Còn chiều mát anh chở vợ anh đi, vừa đi chờ chở vợ anh đi chơi anh vừa bán vé số luôn. Ngoại như á, cái ông ngoại như á. Chiều uống một phê. Ừ. Đi vòng vòng á. Cái cho vợ anh ngồi bấm hội hay chơi vậy cái anh đi vòng vòng. Cả 100-200 ngàn. Thì bán cỡ tối cỡ sáng là hết chứ nhỉ. Làm như có mối hay sao? Dạ nó có vàng. Mới bán người ta hay còn niệm bà mùi lắm. Có mối á. Do người ta chặt biết là bà có mùi đó. Mà mấy ông ngoài sớm như giàu mua lần 20 tờ. Xong không? Đừng chịu xong mới uống làm cà phê nữa. Sáng kêu uống sớm nữa. Uống đó chắc xương. Ngũ cốc của người già. Rau luộc, rau tập tàng thơm ngon lắm các bạn. Rau muống cải trời, rau ôm. Rau
đậu bún nó cắt. Mà cơm nào không tốn tiền. Cơm nào cũng tốn tiền. Bởi dưới quê mình dễ sống ha. Ở trên Sài Gòn thì mình cũng cái gì mình cũng phải mua. Đâu hả? Nè. Mày quên lấy nước. Ăn rau luộc cá chiên ngon quá. Tới đây cô tạm dừng nha các bạn. Các bạn thấy video này hấp dẫn hay đăng ký like cho cô. Like cô có động lực cô làm nhiều video mới nhất nữa cho các bạn xem nha. Bạn nhớ ủng hộ cho mấy mẹ con cô luôn nha. Các bạn yêu thương các bạn rất nhiều. Bye bye. Bye.